miền Nam nói riêng và những người yêu mến đồng bằng sông Cửu Long nói chung, mấy ai mà không biết đến bài Chiếc Áo Bà Ba. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ đến mong manh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác ra nhạc phẩm này để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, tươi mát của các cô thôn nữ hiền hòa trong Chiếc Áo Bà Ba. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức vũ khúc Chiếc Áo Bà Ba qua phần trình diễn một lần nữa của đoàn múa Thu Thảo. Mesdames et messieurs, chers amis, les femmes du sud du Vietnam sont particulières. Les amoureux du Mekong pourront en témoigner. Le compositeur Trần Thiện Thanh, dans ses chansons, vantait la douceur de ces femmes du sud portant leur tunique traditionnelle. Faisons maintenant une escale au sud du Vietnam avec des champs à perte de vue, survolés par des cigognes et ces femmes habillées en tunique traditionnelle, accentuant leur beauté naturelle. Nous sommes heureux de vous présenter la danse La veste traditionnelle du Sud Vietnam du compositeur Trần Thiện Thanh avec une chorégraphie du groupe Thu Thảo. Nous invitons à profiter de ce spectacle. Thank you.
Chúng tôi xin mời tất cả các anh chị em trong ban tổ chức cũng như là tất cả các hội đoàn